Bill da căng bóng giảm thâm mụn ăn Tết nào cả nhà ơi. Hiện nay Bill da đang rất là hot, nhưng trước khi sử dụng thì mọi người phải lựa chọn rất là kỹ luôn đó nha. Ngày hôm nay thì cùng Bill da với mình nhé. Sau khi tìm hiểu nhiều dòng Bill thì hôm nay mình sẽ lựa chọn em Bill Mix Retinol của nhà Mocha, một sản phẩm Bill da tại nhà có bốn loại siêu vi táo, nồng độ là 25% AHA, 4% là BHA, 1% là retinol, nên quá trình Bill da tái tạo cũng hiệu quả và lành tính hơn rất là nhiều. Trước khi Bill da thì mình sẽ làm sạch bằng sữa rửa mặt Pro Vitamin B5 của hãng tặng kèm, sau đó là thoa một lớp mỏng Vaseline lên mùng cánh mũi và khóe mắt vì những vùng này khá là nhạy cảm. Bước thứ hai là mình sẽ đeo găng tay và bắt đầu peel nhé. Mình dùng peel của Retinol Mix Peel. Mọi người lưu ý là mình sẽ dùng peel trên nền da khô. Mọi người nhỏ 5 đến 7 giọt serum Retinol Mix Peel lên da, sau đó sẽ massage trong vòng 10 đến 15 giây. Lúc này da sẽ hơi châm dích nhẹ nhưng mà cũng nhanh thôi chứ không có khó chịu lắm đâu nha. Mình thấy mùi hương của em này cũng rất là dễ chịu chứ không có nồng hay hắc như các sản phẩm mình đã dùng. Theo hướng dẫn của hãng thì mọi người đợi từ 30 phút đến 1 tiếng. Đối với da mình thì mình sẽ lưu trong 35 phút rồi rửa sạch với nước sạch nhé. Dùng như vậy liên tục trong 2 đến 3 ngày. Sau 3 ngày peel thì da của mình sẽ hơi khô và căng vì lúc này là da đang trong quá trình tái tạo. Nên mọi người nhớ bổ sung thêm tinh chất phục hồi và cấp ẩm của hãng tặng kèm để da nhanh chóng được tái tạo và cải thiện hơn nhé. Sau 7 ngày peel thì các vết thâm mụn của mình cũng đã giảm đi rất nhiều. Và da mình cũng đã trắng miệng và căng bóng hẳn luôn đó mọi người. Mà nào mà đang muốn da đẹp đón Tết thì mọi người thử peel da đi nha.